Chân anh kính chào khán giả của Người Việt TV đã đến với chương trình Thế Giới Trong Tầm Tay với anh Trần Nguyên Thắng. Nhanh kính chào anh Thắng. Chào nhất anh. Dạ, nhân dịp Giáng sinh là cũng sắp tới rồi, thì trong thường là mùa đông thì thường anh Thắng hay đi du lịch ở những đâu? Một số những cái chuyến đi du lịch mà chúng ta có thể đi vào mùa đông thì tương đối là một vài chỗ tôi rất muốn đến vào trong những cái dịp tôi nói, thí dụ như nơi bài thánh ca Silent Night, Holy Night ra đời đó. Đó là một trong những thành phố tôi rất là muốn trở lại. Thế tuy nhiên thì nói đến các đức tin về tôn giáo thì nhất là bên Thiên Chúa Giáo La Mã đó, thì chúng ta để ý là có rất là nhiều thánh địa trên thế giới này. Một trong những thánh địa đó là Lourdes Đức, tức là Lourdes ở bên Pháp. Rồi nói đến một cái nơi mà rất là nổi tiếng trên thế giới mà hầu như du khách đổ về đây cũng rất là đông vào mỗi cái dịp thánh lễ đó. Thì đó là Fatima ở bên Portugal. Như vậy thì nó nằm ở đâu? Ở trong Âu Châu hay anh Thắng? Portugal là một đất nước nằm trong khu vực của Âu Châu. Nó nằm ở phía gọi là Nam Âu. Nó sát ngay bên cạnh là Spain đó. Nhưng mà cái họ có một cái phía tây của họ giáp danh với biển Đại Tây Dương. Và đây là một cái đất nước nhỏ thôi, nó không lớn lắm. Tuy nhiên thì vào những cái thời của thế kỷ thứ 18, thứ 19 thì chúng ta cũng biết Portugal là một cái đế quốc rất là lớn. Bằng cớ là ngày nay chúng ta nhìn thấy lại một cái đất nước mà ở Nam Mỹ duy nhất mà còn nói tiếng Portuguese đó là Brazil. Và đó là một trong những cái đất nước mà tôi nghĩ là lớn nhất ở trong khu vực của Nam Mỹ. Thành ra chúng ta thấy Portuguese ngày xưa là cũng ghê gớm lắm. Cũng giống như là Spain, Tây Ban Nha. Spain, đúng không? Thế tuy nhiên Spain thì nói tất cả những cái tiếng Spanish được nói chung quanh tất cả từ Trung Mỹ cho tới Nam Mỹ. Thế cho nên chỉ riêng có cái Brazil là họ dùng cái ngôn ngữ là Portuguese. Và đó cũng là một cái ngôn ngữ Bồ Đào Nha duy nhất ở trong khu vực của Nam Mỹ. Vậy thì ở thủ đô của Bồ Đào Nha là ở thành phố nào? Thủ đô của Bồ Đào Nha là Lisbon. Và dĩ nhiên chúng ta đi đâu thì đi, chúng ta cũng phải đến cái thủ đô Lisbon. Đây là một cái thành phố cũng rất là đẹp, cũng rất là dễ thương. Mặc dù là nó không có những cái building đồ sộ như những thành phố Âu Châu khác. Thế tuy nhiên chúng ta đến với Lisbon thì chúng ta cảm nhận được một cái gì nhẹ nhẹ và êm đềm. Và thành phố thì nhỏ nhưng mà tương đối là đẹp đẽ và cho mình cái yên bình, và đồng thời chúng ta có thể nhìn cái tượng Chúa Giêsu đứng ở trên dòng đứng trên cao nhìn xuống thành phố Lisbon, cũng như là tượng Chúa Giêsu nhìn xuống cái dòng sông Tigris. Đó là một trong những cái điểm mà đến với Lisbon rất là đặc biệt. Thế tuy nhiên thì khi chúng ta đã đến với đất nước Portugal thì phần lớn tôi để ý ai cũng sẽ ghé đến Fatima. Mà từ thủ đô mà tới Fatima thì có xa không? Không xa, khoảng 120 cây số. Thì nếu mà chạy theo kiểu mà tốc độ của Hoa Kỳ chúng ta là chỉ một tiếng thôi. Thế tuy nhiên thì bên kia thì chúng ta sẽ phải mất khoảng 1 tiếng rưỡi tới 2 tiếng. Vì cái vấn đề là nhiều khi vào nơi thì cái vấn đề đường xá xe cộ nó rất là đông đúc. Thế tuy nhiên là như anh biết rằng nếu mà chúng ta đi vào những cái ngày bình thường đó thì tương đối đỡ. Lắm. Thế tuy nhiên đấy, chúng ta đi vào những cái ngày lễ, và nhất là những ngày lễ đó là những cái ngày mà Đức Mẹ đã hiển linh lên để gặp mà 3 đứa trẻ. Thì nói đến Fatima là có 3 đứa trẻ. Thì chút xíu chúng ta đi chi tiết vào 3 đứa trẻ đó. Nhưng mà đấy, chúng ta đi vào những cái ngày buổi tháng lễ đó, thí dụ như 13 tháng 5, 13 tháng 6, 13 tháng 7, 13 tháng 9, 13 tháng 10 chẳng hạn. Chỉ có không phải là 13 tháng 8 thôi. Ngày mà một lần duy nhất mà Đức Mẹ hiện gặp 3 đứa nhỏ thì nó vào ngày tháng 8, đó là ngày 19 tháng 8. Thành thử vào những ngày lễ đó thì khắp nơi họ đổ dồn về để xem thánh lễ, thành ra rất là đông. Thành ra đó cũng là một cái chúng ta, nếu chúng ta chỉ đi du lịch thì chúng ta nên tránh những ngày đó. Chúng ta có thể đến trước một chút, chúng ta đến sau một chút thì cái dư âm của với cái chuẩn bị của thánh lễ vẫn còn. Thì chúng ta vẫn có thể xem được. Nhưng mà vào đúng ngày thì tôi tin rằng rất là đông đúc và người với người thôi. Nhưng mà lúc mà anh Thắng tới đó vào mùa đông thì cái thời tiết nó như thế nào anh Thắng? Tôi chưa đến giờ mùa đông và Fatima. Tuy nhiên tôi đến vào mùa hè. Và dĩ nhiên mùa hè thì nói là phần lớn là vào tháng 5, hoặc là chúng tôi đến vào tháng 9, tháng 8, tháng 9. Và dĩ nhiên tôi có dịp đến Fatima vào một cái tháng 5. Và lúc đó tôi mới ngỡ ngàng là tại vì quá đông người đến. Tại vì lúc đó là lễ mà. Đang là nghĩa là 13 tháng 5 mà. Thành ra cái quảng trường của Fatima, cái Vương cung Thánh đường Fatima đó, có thể lúc đó người ta ước lượng là khoảng hơn 200.000 người.
Yeah. Nhưng mà theo những cái người tour guide sau nói lại cho tôi biết đó, vào cái dịp mà năm 2000 với Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đó, yeah, lúc ngài còn sống đó, ngài có dịp đến thăm Fatima. Và cái ngày đó người ta nói là nửa triệu người đến với khu vực của Fatima, yeah, mà 200.000 người là mình đã không còn chỗ đứng này, yeah, thì nửa triệu người tôi cũng không biết đứng ở đâu được nữa. Yeah. Và có ngợp không anh Thắng? Tất cả nó là một cái quảng trường lớn, yeah, đều ở ngoài trời hết. Thế yeah, tuy nhiên vào những cái ngày tháng của tháng 5 đó, yeah, thì nhất mình biết là tháng 5, tháng 6, tháng 7 là khu vực của Portugal, của Spain đó, nóng lắm rồi. Yeah. Tại vì nó phía Nam Âu mà, thành ra phía dưới rất là nóng. Thế tuy nhiên nó nóng buổi trưa thôi, nhưng mà ngược lại thì buổi chiều, buổi tối thì nó mát hơn. Thành yeah, ra tương đối là chúng ta đến vào buổi chiều, buổi tối tương đối dễ chịu. Thế tuy nhiên từ thánh lễ thường thường là vào từ 10 giờ sáng yeah, cho đến khoảng 1, 2 giờ trưa mới chấm dứt. Thành thử cái thời gian đó là nóng rất là nóng. Thế yeah, tuy nhiên mà một số người họ có cái đức tin mạnh, có lẽ cái nhiệt độ hoặc là những sự nóng ở ngoài trời không ảnh hưởng đến họ nhiều. Dạ. Yeah. Yeah. Vậy thì nếu như mà anh Thắng tới đó thì cái gì, đúng mà khi mà ngay trong cái tháng 5 anh Thắng đi lúc có lễ như vậy đó, thì cái ấn tượng đầu tiên của anh Thắng ngoài cái việc mà rất là đông người ra, thì cái cấu trúc, cái kiến trúc của bên ở đó như thế nào anh Thắng? Cái quan trọng nhất mà chúng ta đến đó, với một cái số lượng và thí dụ mình nói là 200.000 người, thì nhất anh cứ hình dung là 200.000 người đứng chờ một cổng trường thì rất là đông nhá. Yeah. Đông và bình thường thì rất là ồn ào và vô trật tự, đúng không? Yeah. Nếu bình thường là như vậy. Yeah. Thế tuy nhiên nếu mà chúng ta để vào những cái dịp mà thánh lễ, cái quan trọng không phải là số lượng người. Yeah. Tôi thấy 200.000 người nhưng mà rất là im lặng, rất là lễ độ và rất là gọi là có một cái trật tự mà không phải ai cũng chen lẫn nữa. Thành thử vào một cái dịp lễ lớn như vậy đó, khi mà tôi có dịp đến với Fatima thì quả thực cái điều đó làm tôi hết sức là ngạc nhiên. Cái ngạc nhiên duy nhất là có lẽ con người mình đó, chúng ta khi mà có đức tin, con người trở thành có một sự thân thiện, có một sự khoan dung và đồng thời có một sự lễ độ nào đó, hoặc là có một cái trật tự trong cái đời sống. Thì cái điều đó tôi cảm nhận ngay khi tôi đến Fatima. Cũng giống như khi tôi đến với Thánh điện Lậu Đức đó, Lục ở bên Pháp thì cũng vậy. Thế tuy nhiên thì ở bên Lậu Đức tôi chưa bao giờ tôi thấy mà có một cái dịp lễ đông như ở bên Fatima vào ngày 13 tháng 5. Thì đó là một cái cơ hội duy nhất mà trong cái đời sống của tôi có một cái có dịp đến Fatima vào trong cái ngày lễ tháng 5. Vâng, là nhân hy vọng là trong phần thứ hai thì mình sẽ dẫn khán giả đi nhiều hơn và nói nhiều hơn chúng ta sẽ có dịp tìm hiểu chút xíu về Fatima, tại sao người ta đến đó và tại sao là có cái câu chuyện của Fatima. Cảm ơn Thắng rất là nhiều.